mô của thầy ạ. Kính thưa các vị phụ nữ, kính thưa quý Phật tử, sáng nay chúng ta có cái nhân duyên lớn gặp nhau trong pháp hội Bổn Đức. Chúng tôi được biết trong thời gian gần đây có rất là nhiều vị thiền sư Miến Điện về hướng dẫn thiền tập cho các Phật tử Việt Nam ở Phước Sơn. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Mừng ở chỗ là chúng ta sau một thời gian rất là dài thì có thể nói là cháu Năm Tông Việt Nam đi qua một cái giai đoạn mà tôi tạm gọi là hòa quẩn. Hòa quẩn có nghĩa là chỉ đi chùa cúng dường làm phước mỗi năm thì có rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rồi dân y, vu lan nhiều lắm đó, thì có thêm được một vài hoạt động nhỏ nhỏ nữa như là pháp lệ hay là chủ nhật ở các chùa, chỉ chừng đó thôi, tức là lâu lâu nghe một vài pháp, lâu lâu lên chùa cúng dường chút rồi là xong. Rồi cứ vậy thì qua mấy chục năm làm Phật tử, cuối đời thì ra đi với một chút vốn liếng như vậy thì tôi cho là hơi nghèo, hơi nghèo. Hôm nay là chúng ta có cái phong trào tu tập thiền quán Vipassana thì cái Phật giáo Năm Tông Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc tốt hơn, đặc biệt là trong những cái bài giảng thời gian sau này của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt lưu tâm nhiều đến cái công phu tu tập tuệ quán. Lý do chính đó là linh hồn, đó là tinh hoa của Phật giáo. Pháp môn tuệ quán còn thì Phật giáo còn. Ngày nào không còn người hành trì pháp môn tuệ quán nữa, không còn hành trì pháp môn tứ niệm xứ nữa, thì khi đó Phật giáo sẽ từ từ biến chất và biến mất. Tôi để cái mic gần như vậy bà con có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Sáng nay trên đường từ Sài Gòn về Biên Hòa, ngồi trong xe nhìn ra thiên hạ xuôi ngược, tôi bất chợt nghĩ đến một chuyện. Chỉ là suy nghĩ thôi, chỉ là suy nghĩ, nhưng mà nó là trở thành đề tài để mà tôi gửi đến các vị sáng nay. Cũng vào cái giờ đó, cũng trên cái đoạn đường đó, dù mỗi người có sử dụng cái phương tiện nào đi nữa, xe hơi, xe đạp, xe Honda hay là đi bộ, thì dù có sử dụng phương tiện nào đi nữa đó, thì nó có một điểm giống nhau là mỗi người trên đường đều nhắm tới một cái điểm đến của mình. Mỗi người đều có một điểm đến, ai có mặt trên đường thì cũng đều nhắm đến cái chỗ nào đó để mà tìm về. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là mỗi một người trên đường ấy, mình gọi là biển người hoặc là dòng người trên đường ấy, thì từng cá nhân trong đó đó tự có riêng một thế giới. Các bạn nghe kịp không? Thí dụ như hôm nay trước mặt tôi là một hội chúng, các vị ngồi chung trong một đạo tràng, ngồi chung trong một pháp hội, nhưng mà cái tâm tình buồn vui của mỗi người nó là một cái cõi riêng, nó là một cảnh giới rất là riêng tư. Rồi thì từng bữa ăn của mình, từng ly nước mình uống, từng cái giây phút mà mình tiếp xúc qua lại với mọi người chung quanh, từng cái động tác sinh hoạt lớn nhỏ, thậm chí từng cái niềm vui nỗi buồn, rất là nhiều cái từng cái này từng cái kia, thì tất cả những cái tình đó đó nó đều kín đáo và âm thầm, nó nuôi lớn cái cảnh giới riêng của mình. Có nghe kịp không? Thí dụ như tôi là người rất là nóng tính, thì cái ly nước tôi uống vào là nó để nuôi dưỡng cái đời sống của một cái anh chàng nóng tính. Cái miếng cơm mà tôi bỏ vào miệng của tôi nhai, tôi nuốt, tôi tiêu hóa, miếng cơm là để dành nuôi dưỡng cái anh chàng nóng tính. Nghe kịp không? Ngày nào tôi còn sống là tôi còn tiếp tục nóng tính. Quý vị là một người rất là mát mẻ, các vị là người rất là vị tha,
thì mỗi cái ly nước quý vị uống, mỗi một cái muỗng cơm mà mình ăn, nó cũng đi nuôi lớn cái con người vị tha của mình. Nói như vậy có nghĩa là trong từng phút có mặt trong cuộc đời này, chúng ta âm thầm lặng lẽ chìm sâu trong cái thế giới rất là riêng của mình. Có thấy cái như vậy mình mới thấy rằng, có hiểu được điều đó mình mới thấy rằng mỗi giây phút sống của mình đó là cả một cái vấn đề mang tính trách nhiệm rất lớn, lớn lắm, lớn lắm. Mỗi một người mình gặp, mỗi một người mình gặp, mỗi một cái hoa mà mình đứng lại để mình nhìn, một cơn gió đi qua, nếu mà mình là một hành giả đó thì mình làm một việc rất là khác so với người không phải hành giả. Khác ở chỗ nào? Đối với những người không phải hành giả đó, cái gì họ thấy, cái gì họ nghe đó, nó tiếp tục nó nuôi lớn cái con người của họ. Có nghe kịp không? Có nghĩa là con người tôi rất là nóng tính, con người các vị rất là tham tiền, rất là háo sắc, rất là phàm ăn tục uống, vân vân. Thì cứ mỗi một miếng ăn, mỗi một hơi thở ra vào là nó tiếp tục nuôi lớn cái con người bất thiện đó của mình. Hoặc nếu mình là một người dễ thương thì trong từng miếng nước, từng miếng thực phẩm nó cũng tiếp tục nó nuôi lớn cái con người thiện lành của mình. Và nó đi nói lại cũng quay lại một chuyện, đó là các vị có biết rằng ở trên máy bay mình nhìn xuống đất, những cái khu chung cư mà ở dưới đây mình gọi là to đùng, ở trên máy bay nhìn xuống nó giống như là một mớ hộp quẹt mà mình sắp lên rồi. Ở trên máy bay mình nhìn xuống cái thành phố Sài Gòn đó, tôi chạnh lòng tôi nghĩ đến một chuyện là chỉ một cái khối vuông vuông bên dưới đó, nhiều khi cả đời mình nó không đủ thuê đi nữa, cái này cái đó mà làm chủ nó nghe kịp không? Tôi nói có nghe rõ không? Tức là ở một cái khoảng cách nào đó thì nhìn về trái đất này, trái đất nó rất là nhỏ, từng cái khu chung cư nó rất là nhỏ, cái thành phố nó rất là nhỏ, và ở độ cao hơn nữa thì cái hành tinh này nó rất là nhỏ. Ấy vậy mà từng người đâu chúng ta chỉ là những con kiến bò quanh một cái trái cam mà thôi. Có một điều là mình không có ngờ rằng trong cuộc đời bôn ba, một đời mà lặn lội một nắng hai sương áo cơm của mình á, mình mãi hoài là một con kiến bò tới bò lui trong cái trái cam đó. Ghen tuông yêu đương nhung nhớ hờn giận đầu tư toan tính lắp 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 lắp, chỉ là quẩn quanh trong cái cõi giới rất là riêng. Và tôi rất muốn gọi cái thế giới đó là hột cam. Mỗi người cả một đời ăn học rồi lấy chồng lấy vợ, có con, có sự nghiệp, có gia tài tiếng tâm, có quan hệ xã hội vân vân, chúng ta có bay nhảy đến mấy đi nữa thì chúng ta vẫn cứ quẩn quanh trong cái hột cam nhỏ xíu đó thôi. Các vị hiểu hột cam không? Hột cam nhỏ xíu, rất là nhỏ, nhỏ lắm. Trong cái hột cam đó, nó có tình yêu, nó có quan hệ xã hội, nó có tôn giáo, nó có văn hóa, nó có chính trị, tất cả những thằng trong cái hột đó. Và mình tưởng mình ghê gớm, thật ra cái thế giới mà mình bay nhảy lặn lội chìm sâu trong đó chỉ là một hột cam thôi. Và tôi rất muốn sau cái buổi pháp thoại này, và con về cứ nhớ rằng giải thoát là gì? Giải thoát là luôn ý thức rằng tôi là một hột cam. Tu tập là gì? Tu tập là để không tiếp tục chìm sâu và hài lòng trong cái hột cam đó. Cái mà ghê gớm nhất đó là sự hài lòng trong cái cảnh giới của mình. Một thi sĩ người Canada thế kỷ thứ 19 và có một câu nói mà tôi rất là thích, và nói thế này: đối với cái thằng ngu tôi chịu được, nhưng mà nó cái thằng mà nó kiêu ngạo với cái ngu của nó tôi bó tay. Cái câu này nghe rất là nặng, nghe hiểu không? Đối với một thằng ngu thì tôi còn có thể chịu đựng được nó, nhưng mà đối với cái thằng nó kiêu ngạo với cái ngu của nó thì bà cố tôi cũng chết vì nó. Là sao? Cái câu đó nó hay lắm. Không biết đạo thì mình ỷ y vào cái nhan sắc của mình, tiền bạc của mình, sức khỏe của mình, tuổi trẻ của mình, quyền lực, danh vọng, tiếng tăm, quan hệ xã hội của mình, mình bị nhốt trong đó. Mà các vị biết rằng tại sao tôi xài chữ nhốt? Tôi xài chính xác chứ không phải là sai. Nhốt đây có nghĩa là những gì mà quý vị có đó chẳng là gì trong mắt rất nhiều người khác, nhưng mà khổ nổi mình quá vừa lòng với nó. Hồi nhỏ ở với mẹ với cha, chúng ta biết một mái ấm gia đình thôi. Lớn lên chúng ta đi vào đời, chúng ta có một gia đình. Từ sáng tới tối chúng ta chỉ biết quẩn quanh trong cái thế giới đó, chúng ta không ra khỏi cái đó. Cho nên nói giải thoát là gì?
Giải thoát chuyện đầu tiên là mình ý thức rất rõ rằng toàn bộ cái thế giới của tôi chỉ là một hộp cam thôi. Và nhiều lần, rất nhiều lần trong các bài giảng tôi có nói một điều thế này: thế giới này cái diện tích của cái hành tinh nó có bao lớn, những thứ mà chúng ta có được nhiều hay ít thì tùy người, nhưng mà cái quan trọng nhất toàn bộ thế giới này có thể gom gọn trong hai vấn đề thôi. Tôi quý tôi nói rất là chậm cho những người hoàn toàn chưa có biết giao lý. Thế giới này có lớn rộng bao nhiêu, người ta có đông bao nhiêu, và mỗi người có bao nhiêu thứ thành tựu như nữa, thì toàn bộ thế giới này nó chỉ quẩn quanh trong hai vấn đề thôi, đó là hạnh phúc và đau khổ. Nếu mà trước mặt quý vị có tờ giấy, quý vị ghi xuống, coi như quý vị đã có thể có cái mọi thứ rồi. Tôi nói chậm lại, toàn bộ thế giới này nó chỉ có hạnh phúc và đau khổ. Mà hạnh phúc là gì? Cảm ơn. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái là có được cái mình thích. Và đau khổ là gì? Là phải chấp nhận cái mình ghét. Xong chưa? Tôi nói thật chậm cho những người dốt đặt không biết gì hết. Tôi nói chậm lại, toàn bộ thế giới này nó chỉ gồm trong hai thứ thôi: hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là phải chịu cái mình ghét. Đó là bước một qua tới bước hai. Tại sao mình ghét? Tại sao mình có cái thích? Chỉ vì ba thứ thôi: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tiền nghiệp là sao? Do cái tiền nghiệp tôi sanh làm con người Campuchia, tôi thích mặc xà rông, tôi thích ăn đồ ăn của Campuchia, tôi thích âm nhạc của Campuchia, tôi thích cái kiểu sinh hoạt của người Campuchia. Do cái tiền nghiệp nó đẩy tôi vào làm người Campuchia, do tiền nghiệp nó đẩy tôi làm người Do Thái. Người Do Thái không bao giờ ăn cá da trơn, mà thuê người Việt Nam thì lại xuất khẩu các bao xa. Mà người Do Thái không bao giờ ăn cá da trơn, vì sao? Vì người Do Thái họ nói cái cá mà có vảy đó, làm chỉ cần mình đánh vảy thì cái phần còn lại nó sẽ sạch. Nhưng mà cá da trơn rồi là cá không vảy, đúng không? Vì ăn cá da trơn người là mình ăn loại cá bất tịnh. Mà vì anh là người Do Thái, anh đẻ ra bằng cái đầu của người Do Thái, bằng cái não trạng, bằng cái tâm tình, bằng cái kiến thức, bằng cái tư duy, bằng cái não trạng của người Do Thái. Cho nên anh không thích ăn cá da trơn. Chưa hết, nếu hôm nay cái duy nghiệp nó đẩy anh làm ngưỡng độ 85% ngưỡng độ ăn chay, các vị có biết không? Mà ăn chay không phải vì tín ngưỡng, mà vì cái môi trường sống. Chưa hết, nếu quý vị sanh làm người Tích Lan thì các vị xuất gia phần lớn khi tăng Tích Lan ăn chay. Vì sao vậy? Là vì 85% Phật tử Tích Lan là Phật tử không có ai giết cá, giết heo, giết gà cho mình. Cái người mình giết cá, giết heo, giết gà ở Tích Lan là chỉ là người ấn giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo thôi. Chứ người Phật tử Tích Lan không có sát sanh. Cho nên hầu hết khi tăng Tích Lan đều ăn chay. Như vậy là các vị thấy cái chuyện mà mình thích hay ghét cái gì, cái đầu tiên là do cái tiền nghiệp đẩy mình vào cảnh giới nào. Các vị bước ra ngoài sân, nó có những cái thứ ngoài sân mà chúng ta không muốn bỏ vào miệng, nhưng mà ngoài sân có những thứ mà rất là nhiều chúng sanh nó rất là thích, đúng không? Có nghe tôi nói kịp không? Tôi nói nó hơi mất vệ sinh chút nha. Ngoài sân này lại tôi vô tôi thấy có bãi nước bọt, tôi nhìn là tôi rùng mình, nhưng mà tôi biết có nhiều chúng sanh thấy cái bãi nước bọt nó rất là thích. Nghe kịp chưa? Cái này lại được. Do tiền nghiệp mà chúng ta thích hay ghét cái gì đó. Cái thứ hai, khuynh hướng tâm lý. Tôi do tiền nghiệp tôi sanh làm người Việt Nam, quý vị cũng do tiền nghiệp quý vị sanh làm người Việt Nam. Nhưng mà do khuynh hướng tâm lý, tôi thích mặc đẹp, tôi có bao nhiêu tiền tôi cứ tập trung vào áo quần thôi. Nhưng mà cái cô áo xanh ấy cũng thích ăn ngon, cho nên cũng có bao nhiêu tiền cũng chỉ lo thì ăn ngon, thấy hiểu không? Nhưng mà cái cô áo trắng là lại khác. Của cô cái gì ăn ngon không quan trọng, mặc đẹp cũng quan trọng, chiếc xe là quan trọng. Nghe kịp chưa? Như vậy thì cái khuynh hướng tâm lý nó là cái điều kiện thứ hai để mà chúng ta thích hay ghét cái gì đó. Và cái thứ ba là môi trường sống. Do tiền nghiệp tôi là người Việt Nam, nhưng bao nhiêu năm qua tôi sống ở Việt Nam, quý vị do tiền nghiệp, do cái môi trường sống bao nhiêu năm nay qua quý vị sống ở bên Lào, cho nên cái môi trường sống chính vì quý vị sống ở bên Lào quá lâu năm, cho nên cái gì mà quý vị ăn cơm nếp thì nó rất là bình thường. Chứ các vị biết ăn cơm nếp nó nổi ở lâu thì cho còn thì ok, chứ nếu mà ngày nào cũng đè xuống rồi ăn cơm nếp đi chết, nghe hiểu không? Do việc mình ở Lào cho nên cái môi trường sống nó rất là quan trọng. Như vậy thì tôi nói chậm lại, tôi nói rất là chậm.
toàn bộ thế giới này chỉ nằm trong hai cái thứ thôi, đó là hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là phải chịu đựng cái mình ghét. Mà vì đâu có cái thích, vì đâu có cái ghét, nó chỉ do ba lý do: một, tiền nghiệp quá khứ; hai là khuynh hướng tâm lý; ba là môi trường sống hiện tại. Chính từ ba cái này nó mới dẫn đến cái chuyện hôm nay chúng ta sanh làm người Việt Nam, chúng ta thích ăn ngon, thích mặc đẹp, bla 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 bla. Chưa hết, từ đề tài thứ pháp không phải dừng ở đó, mà nói cho cái nền để cho cái điều muốn nói về sau này. Chúng tôi tập tu tập tứ niệm xứ là gì? Đức Phật dạy rằng ngài có thuyết giảng bao nhiêu pháp môn đi nữa, nhưng mà cái con đường duy nhất mà dẫn đến cứu cánh giải thoát chỉ là pháp môn tứ niệm xứ. Tất cả những gì Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm đó, nội dung chỉ có một điều thôi, là nhắm đến cứu cánh giải thoát. Như nước biển chỉ một vị là vị mạnh, thì toàn bộ lời dạy Đức Phật chỉ gói gọn trong cái tinh thần giải thoát. Tất cả những gì ngài dạy, dù là ngài dạy về bố thí, về trì giới, về phục vụ, ngài dạy mình là tu thiền, dạy bất cứ cái gì, nhưng mà cuối cùng nó tập trung lại đó là vẫn kêu gọi cái tinh thần giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Là vì sao? Là vì tôi đã nói rồi, khi mà toàn bộ thế giới này nó chỉ gói gọn trong cái điều mình thích và điều mình ghét, thì chỉ cần người ta làm mình trẻ em ta mình có nhìn. Khi mà anh còn có cái để anh thích thì tôi xin hứa rằng chắc chắn anh còn có cái để anh ghét, có đúng không? Vì tôi thích mát cho nên tôi sợ, sợ nóng. Vì tôi ngủ tôi thích nằm nệm cho nên tôi ghét cái giường tre, tôi ghét cái giường nó cắn, cái kiểu không. Tôi thích ngồi chỗ êm cho nên bắt tôi ngồi xếp bằng trên cái nền cứng thì tôi chịu không thấu. Ở bên Mỹ, trong chùa người ta để ghế hàng dãy thế này để bà con có thể ngồi lâu, giống như đi phơi hát vậy, sẵn cái gì ngủ nó cũng tiện, nhưng mà ẻo cổ đi luôn. Còn bên mình ngồi trực tiếp như vậy thì nó hơi khó cho bà con, với những người có tuổi. Còn bên đó những cái chùa mà không có ghế thì người ta có xếp một cái hàng ghế sát tường để dành cho mấy cụ mà không có ngồi xếp bằng được. Thì tôi nói, tôi nhắc lại cái ý đó là khi ta có càng nhiều cái thích thì cũng có nghĩa là ta có rất là nhiều cái ghét. Nó rất là toán, nó rất là toán. Toán là sao? Khi anh có quá nhiều cái để anh thích thì chỉ cần cái gì mà nó đi ngược là cái anh thích đó, nó chính là cái anh ghét. Nó rất đơn giản. Mà tu tứ niệm xứ là cái gì? Tu tứ niệm xứ là trong từng phút mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lệ lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, hành giả chỉ ghi nhận nó là nó. Biết rằng tôi đang giận, biết rằng tôi đang vui, biết rằng tôi đang buồn, biết rằng tôi đang sợ, biết rằng tôi đang ghen, biết rằng tôi đang nhớ, vân vân. Thì hành giả chỉ biết như vậy thì hành giả hạn chế cái thích. Mà hạn chế cái thích có nghĩa là hạn chế cái ghen. Thích là làm, có cái thích là làm cho mình tham, mà có cái ghen là làm cho mình sân. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói ngày này dạy rất là rõ. Ở đây này các vị theo, vị đi theo tu tập thọ quán thân quán định xứ, diệt trừ tham ưu ở đời. Đây có ai đọc chánh kinh Tứ Niệm Xứ không? Tham ưu, tham là thích, ưu là nói chung cái gì làm mình bực, mình ghét, là ưu. Cho nên toàn bộ đời sống này, đi chùa mấy chục năm, quý vị có thể dốt giáo lý cách mấy cũng được hết, tôi hoàn toàn thông cảm. Nhưng có một cái tôi không thể thông cảm được, đó là quý vị phải có một kiến thức tối thiểu về pháp môn Tứ Niệm Xứ. Chỉ cần quý vị dốt đặt về pháp môn Tứ Niệm Xứ thì trong lòng của tôi, quý vị mới là Phật tử. Vì sao? Vì một chuyện rất đơn giản, quý vị không biết pháp môn Tứ Niệm Xứ có nghĩa là không, các vị không biết được cái tinh hoa của lời Phật dạy. Tôi nói còn lại một lần nữa, mỗi người chúng ta bây giờ bắt đầu tu gom thì pháp cho nó gọn này. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một cái hộp cam để mà quẩn quanh trong đó. Tôi biết tôi nói cái này nó hơi nặng nhưng mà không thể không nói. Trong đống phân, đống phân cái đường vàng trăm ra, con dồi nó trong đó, nó thấy đó là cả cái thế giới của nó. Các vị có biết không, chư thiên mà mấy cõi cao họ nhìn mình, họ làm sinh sống, rồi có biết không, họ gớm mình dữ lắm. Nhưng mà mình lại khác, mình nhìn xuống cống mình thấy con trùng chỉ mà nó cả nùi thế này, mình không có gớm. Nhưng mình ở, xin lỗi, mình nhìn mình ớn, mấy con cá thi thi nó gặp trùng chỉ nó rất là thích, các vị biết không. Tôi bên kia tôi đọc báo tôi biết có một cái nghề là họ đi xuống cống, người ta vớt cái con trùng chỉ về họ bán cho mấy người chơi cá kiển.
thì mình thấy mấy con cá gì kia nó coi cái đám trùng chỉ đó là đồ ăn, còn mấy con cá, mấy con trùng chỉ đó nó coi cái ống cống đó là cái thế giới của nó. Mà không có gì bậy chứ bằng ngày nào kinh tế khó khăn, nghèo khó, bây giờ chúng ta có điều kiện làm ăn, chúng ta có thể đỉnh tiền, chúng ta có thể đi du lịch Thái Lan, Singapore, chúng ta có thể xài mỹ phẩm đắt tiền, xài đồng hồ đắt tiền, mắt kiến đắt tiền, người bóp đầm dép dày da đắt tiền, thì chúng ta thấy cuộc đời giờ sẽ có cuộc đời vẫn đẹp sao? Thực ra chúng ta chỉ đổi từ ống cống này qua ống cống khác. Cái ống cống hôm trước thì rong rêu hoa rình, và ống cống này thì nó mới đúc rêu như kịp đóng, chỉ là ống cống thôi. Chứ biết tôi nói này làm cho quý vị rất là sốc, nhưng mà rất tiếc phải cho sốc, bởi vì em biết không có gì ngại cho bằng tiếp tục tu, tiếp tục sống trong cái sự êm đềm không biết sốc. Các vị có biết trong cái thuật ngữ y học người ta có cái từ phục tô hồi sinh thuật, có biết cái đó, có nghe cái từ đấy chưa? Tô có nghĩa là chết đi sống lại, phục tô hồi sinh thuật tức nghĩa là đối với mấy cái người mà bị ngắt, bị mất thở đó, thì người ta dùng cái máy kích điện để người ta giật, có biết cái đó không ta? Cái tiếng Hán kêu là phục tô hồi sinh thuật. Còn nếu không có thì mình đè ra cái người của cái người vừa hô hấp nhân tạo mà vừa đè lên, để mình kích cho cái thêm mà nó làm việc trở lại. Thì mỗi lần quý vị thở thì bà con nhiều khi tôi nghĩ rằng quý vị đã lâu quý vị bị mất thở rồi, nên tôi nói nhiều cái làm cho người ta giận, để cho người ta bị điện nó giật trở lại. Một là phải nói cho người ta sợ, hai là phải nói cho người ta tức. Và tôi nói hoài, ngày xưa Phật còn tại thế đó, trên đường Hoằng Pháp, một trong những trở ngại lớn nhất của Ngài đó là đám Bà La Môn. Còn hôm nay mình đi thuyết pháp gặp toàn đám Bà La Môn. Bà La Môn nó có cái tà kiến, nhưng còn cái đám Bà La Môn nó là nó nghe mà nó có thấm gì hết. Thì nước Việt Nam có cái câu đó là nước đổ lá môn nó có thấm, nhưng mà có một cách làm cho lá môn nó thấm nước là làm cho nó giặt. Mà thuyết pháp mà làm cho nó giặt, nghĩa là làm đang làm cho lá môn người ta nó giặt, là nước đổ đồ vịt. Nước lạnh mà chế đầu vịt nó không có thấm, mình chế nước sôi nó thấm. Cho nên thuyết pháp phải làm cho Phật tử họ cảm thấy là họ bị dội nước sôi thì họ mới nhớ. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, toàn bộ thế giới này, dù chúng ta có là thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng, ăn mày, du đảng, thầy chùa, chúng ta có là ai đi nữa, thì mỗi người vẫn chìm sâu trong cái hạt cam của mình mà thôi. Kể từ hôm nay sau buổi bài giảng này, tôi mong các vị trở về luôn luôn tâm niệm rằng mình có là ai, mình có như thế nào đi nữa, thì mình chỉ có một hạt cam nhỏ xíu. Tất cả những thành tựu lớn nhỏ của mình, tất cả những vinh nhục thanh trầm, thành bại đắc thất của đời mình, nó chỉ quẩn quanh trong một hạt cam. Mà tu tứ niệm xứ thì là từng lúc chúng ta đi ra ngoài khỏi cái hạt cam đó, không có gì nó bậy cho bằng. Nãy tôi có nói đó, thằng ngu người ta chịu được, nhưng mà cái thằng ngu mà nó kiêu ngạo với cái ngu của nó thì trời cứu. Mình tiếp tục chìm sâu trong cái buồn vui của mình mỗi ngày, buồn vui trong cái tiền tình cảm, buồn vui trong cái tiền bạc, buồn vui trong cái danh vọng, buồn vui trong tiếng tăm, buồn vui trong những quan hệ xã hội, cái thằng ta mới trách mình. Nhưng mà cái đáng trách nhất đó là mình thấy cái đó là hay, mình thấy cái đó là hay. Và các vị có biết đó là có một lần Đức Phật Ngài dạy đó, một cái khúc gỗ, Ngài chỉ Ngài A Nan thấy khúc gỗ trôi dưới sông đó, Ngài nói rằng khúc gỗ này nó có nhiều cái lý do mà nó không ra đến biển, mà một trong những lý do đó chính là nó bị mắc cạn. Cái bị mắc cạn mà tức là giữa sông có cái gò, cái cồn nó nổi lên ấy, thì khúc gỗ nó trôi mà nó bị vướng vô đó nó đi không được. Ở đây cũng vậy, không có gì bậy cho bằng một người sống ở đời này mà bị vướng, bị kẹt trong cái sự kiêu mạn. Mỗi người có cái cách kiêu mạn, có người họ kiêu mạn vì họ có nhan sắc, có người họ kiêu mạn là vì họ có tiền, có người họ kiêu mạn là vì họ nổi tiếng, có người họ kiêu mạn là vì họ có quyền lực, có quyền hành, nhưng có người họ kiêu mạn là vì họ biết gì hết. Người ta đã biết rồi, súng bò con không sợ cọp, có gì cũng biết luôn. Một chút xíu nào đó, chỉ một chút thành tựu nhỏ xíu nào đó, và chúng ta lúc đó bị nhốt trong hòn cao của mình, và còn có chuyện này nó mới đau lòng lên. Ngày xưa mình ở ngoài đời đó, mình chạy mình tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự tôn, tự đại với tiền bạc nhan sắc. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình biết tất cả là phù vân, là xương khối, là mong manh, là giả tạm, là tạm bợ, là bọt nước, là không có tin được. Chúng ta lại dựa vào một thứ khác, mình dựa vào một thứ khác.
Nhìn quanh ở đây không có ai là đại thí chủ, tôi đã thí chủ 10 cái viên ni rồi, nghe hiểu không? Tôi đã ấn tống 10 cuốn kinh rồi, vợ chồng tôi đã hỗ trợ xây dựng bao nhiêu cái chùa rồi. Tôi đã dự 15 khóa thiện trên Phước Sơn và 2 khóa thiện bên Miến Điện rồi. Tôi có 3 lần đi hành hương Ấn Độ rồi. Cứ nghĩa là những cái đó là những chuyện hay, nhưng mà nó sẽ dở khi mà mình nhớ tới nó bằng cái lòng kiêu ngạo. Nghe kịp không? Tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần ở trên đạo tràng online đó, có 2 cách tu. Cách tu của người thả diều và cách tu của người thả chim. Cái cách tu của người thả diều là cách tu của người thả chim là khi mình buông con chim ra, con chim nó bay đi đâu lòng mình không có vướng đến nữa. Còn cách tu của người thả diều là sao? Tức là thả con diều đi mình còn nắm cái dây, mình kéo lại cái dây. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, nghe kịp không? Tôi làm cái, và cái đó cũng rất là đạo đức của tôi. Tôi nhớ trong cái lúc một cái định nghĩa rất là hay, người Phật tử mình rất là thích cái chuyện vô lượng, vô lượng tâm, vô lượng phước báo, vô lượng an lạc, cái gì cũng vô lượng. Nói tới vô lượng mình rất là thích, nhưng mà mình quên một chuyện, muốn đạt đến cái vô lượng thì chuyện đầu tiên anh phải có cái tâm vô lượng. Cái câu là bằng vàng phải nhớ, ai cũng muốn được vô lượng an lạc, vô lượng phước báo, vô lượng công đức, nhưng mà cái chuyện đầu tiên anh muốn những cái đó mà nó vô lượng thì đầu tiên anh phải có cái tâm vô lượng. Tâm vô lượng là sao? Anh làm anh cũng có toan tính. Tôi ví dụ nha, thu nhập của tôi một tháng là 1 tỷ, cho nên mỗi tháng tôi bỏ ra 10 triệu để tôi làm phước. Một tháng tôi có 1 tỷ, tức là 1.000 triệu, thì tôi rút ra 10 triệu để tôi làm phước. Đối với một số người Việt Nam thì 10 triệu nó một tiền rất là lớn, rất là lớn. Nhưng mà có một người thu nhập của họ một ngày thì chỉ có 100.000 đồng thôi, nhưng mà họ dám lấy 30.000 để họ làm phước. Cái biết nghe kịp không? Thì tôi xin hỏi 10 triệu đó với 30.000 này, cái nào lớn? Tính trên giá trị tiền tệ thì 30 triệu nó lớn lắm, nhưng mà tính trên cái giá trị tinh thần á, trong ý nghĩa tâm linh á, thì 30.000 nó lớn hơn chứ. Vì 30.000 nó là 1/3 cái thu nhập trong một ngày của tôi. Có một ông phóng viên người Mỹ, ông đi về Nepal để mà ông viết bài. Ông gặp một chuyện thôi đủ để biết ông trở thành một Phật tử. Đó là giữa lúc mà ông nhìn thấy rất là nhiều giai nhân tài tử, quần là áo lụa, ngựa xe như nước, áo quần như nem, xuôi ngựa trên thành phố Kathmandu. Thấy cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà cái mà đánh động và cái tư tưởng cũng nhất đó chính là một bà lão ăn mài từ sáng tới trưa để một cái thao người ta liệu toàn là tiền bạc cắt thật. Vậy mà buổi trưa bà đói bụng quá, bà chạy và đi kiếm được, bà mua được một bánh mì. Bà chưa kịp ăn thì có một con chó vừa ghẻ vừa đói vừa ốm, nó chạy tới, nó thấy bà cầm thức ăn nha, chó đói mà nó thấy bà cầm ăn, nó chạy tới nó bắt đuôi. Thì bà bẻ một nửa bánh mì để bà liệm cho nó. Bà làm một cái chuyện nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì, bà làm bằng một cái bằng một phản ứng, bằng phản xạ. Nhưng mà anh người Mỹ đã mới ngạc nhiên đến hỏi bà. Rồi sáng giờ tôi quẩn quanh ở đây, tôi biết bà sẽ tìm được nhiều, và tôi biết là khúc cái ổ bánh mì này nó là bữa ăn trưa của bà. Bà nghĩ sao bà cho nó một nửa? Thì bà trả lời thế này: tôi là một Phật tử. Bà là người Tây Tạng, tôi là một Phật tử, tôi đói nó cũng đói, như vậy thì chúng tôi bằng nhau, chúng tôi mỗi người có quyền ăn một phần ăn giống nhau. Tôi biết ở đây có nhiều người cứ nghe câu chuyện này, các vị có thể không tin, các vị nghĩ là câu chuyện cổ tích, nhưng mà tôi tin. Bởi vì trên đời này có 2 hạng người. Cái hạng thứ nhất, họ vui vì họ nhận được cái gì đó, và hạng thứ hai, họ vui là vì họ đã trao ra cái gì đó. Nó có 2 hạng người. Có người họ vui là vì bản thân họ được cái gì đó, và có người thứ hai họ vui là vì họ đã có thể làm cho người khác vui. Các vị nghe kịp không? Và có một chuyện tôi nói ra các vị có thể không tin. Không có món quà nào trên thế giới này, không có món quà nào trên thế giới này có thể làm cho mình vui lâu hơn là cái việc mà mình trao quà cho người khác. Tôi biết tôi nói cái câu này, nếu tôi còn giải thích các vị nghe rất là sốc. Tôi nói lại lần nữa, không có món quà nào mà nó làm cho cái niềm vui của quý vị nó lâu bền hơn là cái việc quý vị trao quà cho người khác.
Tôi nhắc lại, không có món quà nào mà mình nhận được á, nó làm cho mình vui lâu hơn món quà mà mình trao ra. Tôi ví dụ nha, quý vị cho tôi một chiếc xe trị giá 50.000 đô la, tức là 1 tỷ. Tôi nghèo lắm, tôi có chiếc xe đó tôi chạy taxi tôi mừng lắm, 50.000. Nhưng mà chiếc xe trong 5 năm, 10 năm rồi thì cũng có lúc nó cũ đi, tôi chán. Nhưng mà ngược lại, nếu hôm nay tôi có được 50 ngàn để tôi giúp cho mấy người nghèo, tôi làm cầu, làm đường, làm giếng, thì tôi xin bảo đảm 40 năm ra nước tôi còn sống, tôi đi ngang mấy cái cầu, mấy cái giếng đó tôi còn vui không? Niềm vui nó bị cũ không? Niềm vui có bị cũ không? Không có cũ, không có cũ. 50 năm nữa, 50 năm nữa tôi đi ngang cái cầu đó, đi ngang cái giếng nước cầu làng đó, tôi biết rằng cái giếng này 50 năm trước tôi đã làm, cái niềm vui nó vẫn mới mẻ, tinh nguyên, tinh khôi như thuở nào. Nhưng mà chiếc xe ngày xưa quý vị cho tôi đó, người 10 năm nó hơi nản rồi. Tại vì tôi nghèo cho nên tôi tiếp tục tôi giữ lại thôi. Chứ nếu tôi có điều kiện mà đổi xe mới tôi có đổi không? Đổi chứ. Dạ. Như vậy thì có một chuyện mà chúng ta nói ra thì người ta hiểu, nhưng mà chúng ta không sống, chúng ta không sống như cái chúng ta hiểu. Có nghĩa là cái hạnh phúc lớn nhất của đời sống nó không phải là cái mà mình nhận vào, mà chính là cái mình trao ra. Là vì sao? Vì giá trị của mỗi người không phải nằm ở chỗ anh nhận được cái gì, mà nó nằm ở chỗ anh đã trao ra cái gì. Các vị không tin tôi chứng minh nha, tôi chứng minh. Vị sư ngồi trước mới vừa trúng độc đắc 40 triệu 40 tỷ, nhưng sư không chia cho mình được một xu nào hết. Cái chuyện mà sư này trúng số, có vị có vui không? Có vui dùm nhưng mà ít thôi. Ông có 40 tỷ mà không có chia mình xu nào hết. Có một điều, nếu sư này á, cái mỗi lần bác hội như vậy đó, giữ lợi là phần nào giữ, còn phần còn dư, cái phần nào không có dùng đem cho là mấy cô tu nữ nghèo, mấy bà tu nữ già. Thì mai này lỡ sư này có tật thì mấy bà tu nữ già có nhớ chứ không? Giá, cái giá trị của sư này nó nằm ra ở những cái món cơm bánh tào lao mà sư này cho. Tôi xảy cái tào lao nó tôi coi thường, mà tào lao tôi nói là giá trị vật chất không đáng gì hết. Nhưng mà lần nào đi bác hội thì mấy bà tu nữ già cũng chờ đợi sư này, thế nào cũng tìm tới mình. Sư này mất rồi, mất 30 năm sau mà con cháu của mấy bà tu nữ già nghe nhắc tới, lên chùa thấy cái hình cũng nhớ hồi xưa ngoại đi tu, ngoại nghèo mà ngoại nói mỗi lần mà bác hội sư đó hay cho mà ngoại mấy gói mì cho ngoại mấy miếng bánh, miếng kẹo, miếng đường, miếng sữa. Cho nên cái giá trị của chúng ta nói ra nó rất là kỳ, đó là cái giá trị của mỗi người nó nằm ở cái khả năng trao ra, chứ không phải nằm ở cái mà chúng ta nhận được. Đó là cái vô lý thứ nhất. Cái vô lý thứ hai, không có món quà nào mà mình nhận được nó có thể làm cho mình vui lâu hơn là cái món quà mà mình trao ra nha. Và các vị nghĩ rằng tại sao tôi đánh một cái vòng nội dung xa lắc, cái này ráp không vô cái kia, bây giờ tôi bắt đầu tôi ráp lại nè. Chỉ có người tu cái niệm xứ họ mới có khả năng liên kết tất cả những cái biết đó vào trong từng giây phút sống. Các vị nghe kịp không? Chỉ có người sống bằng chánh niệm mới có khả năng liên kết tất cả những cái biết đó vào trong cùng một phút. Các vị có giỏi cách mấy, các vị có học đạo lâu cách mấy, các vị có đi chùa nhiều cách mấy, nhưng mà chỉ cần các vị là một người sống không chánh niệm thì đó là tôi. Các vị chỉ là phật tử 1% thôi. Bởi vì chỉ có người sống chánh niệm thì họ có thể đem ứng dụng tất cả cái biết của họ về thế giới này vào trong một phút. Và sẵn đây tôi nói luôn, không có gì nó thê thảm cho bằng chúng ta tiếp tục giữ lại cái suy nghĩ này. Không có gì nó thê thảm cho bằng chúng ta coi cái chuyện đi chùa đó. Nếu tôi nói đi chùa để làm phước có đúng không? Tôi hỏi cái câu đó đúng hay sai? Đúng không? Mỗi tháng tôi đi chùa để làm phước, mỗi tháng tôi đi viện dưỡng lão để làm phước, mỗi tháng tôi đi viện mồ côi, trại cùi, để lao để làm phước. Cái câu đó đúng hay sai? Đúng không? Đừng có sợ, mình nghĩ sao nói gì, không ai làm gì mình đâu. Mà cái câu đó đúng hay sai? Dạ, tôi đi chùa để làm phước. Nhưng mà tại sao tôi nói đó là một suy nghĩ thê thảm? Là bởi vì một người không có tu tập tứ niệm xứ, một người không có hiểu giáo lý một cách căn bản tối thiểu nha, thì mới nghĩ rằng tôi đi chùa để tôi làm phước. Có nghĩa là ngoài lúc tôi đi chùa đó, chúng tôi không có cơ hội làm phước, có đúng không? Có hiểu tình đó không? Thực ra tôi nói câu hay kỳ. Tôi đi vào nhà tắm để tôi làm cái gì? Để tôi tắm đúng không? Tôi đi vào nhà tắm. Như vậy có nghĩa là
khi tôi ra khỏi nhà tắm thì tôi không có tắm, đúng không? Như vậy thì khi tôi nói rằng tôi đi chùa để tôi làm phước, có nghĩa là ngoài lúc ra đi chùa ra tôi không có làm phước. Nó gần, nó hàm ý. Bởi vì phước thì mình hiểu nhầm. Cái chữ phước ở đây nó có nghĩa là một công việc đặc biệt nào đó, trong một thời điểm đặc biệt nào đó. Tuy nhiên đó là một hành giả tứ niệm xứ, không phải như vậy. Tôi nói lại, đối với một người không phải là hành giả tứ niệm xứ thì họ chỉ làm phước khi nào họ bố thí, khi nào họ thọ giới, khi nào họ nghe pháp, khi nào họ tụng kinh, khi nào họ phục vụ, khi nào họ giúp đỡ được ai đó mới gọi là giúp phúc làm phước, đúng không? Nhưng mà đối với hành giả tứ niệm xứ, mỗi hơi thở vào ra đều là công đức, cái đó đúng hay sai? Nó đúng ở chỗ nào? Khi du thở bằng chánh niệm đó là công đức, khi du cầm lên du để xuống bằng chánh niệm đó là công đức, khi du thở ra thở vào bằng chánh niệm đó là công đức, khi mà du nắm tay một người già du đưa qua đường đó là công đức, khi du cúi xuống du nhặt một cái miếng rác bỏ vào thùng rác đó là công đức. Vì sao? Vì tất thể những động tác lớn nhỏ đều được thực hiện trong chánh niệm. Trong khi một người không hành tứ niệm xứ họ không biết được cái đó, họ cứ tưởng là đi chùa để làm phước, bố thí để làm phước, quét, nói chung là những công việc quan trọng mới được gọi là làm phước, những công việc có tên gọi mới là làm phước. Nhưng riêng đối với một hành giả tứ niệm xứ, tất thể những hoạt động vô danh nhất cũng được gọi là công đức. Bây giờ hiểu chưa? Các vị hiểu chưa? Những hoạt động vô danh nhất vẫn là công đức. Là vì sao? Vì tất cả những hoạt động lớn nhỏ đó đều được thực hiện trong chánh niệm. Ngay cả chuyện mình đi cầu vẫn là công đức, đúng hay sai? Tại sao? Vì mình đã làm cái chuyện đó trong chánh niệm. Tôi biết tôi nói cái đó rất là mất vệ sinh, nhưng mà đó là sự thật. Đi vệ sinh vẫn là công đức, ngồi xẻ răng vẫn là công đức, nhặt một cọng rác vẫn là công đức. Cho nên cái pháp môn tu sĩ nó quan trọng kinh khủng, vô cùng quan trọng. Và có ba lý do tại sao chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ, chúng ta phải giữ chánh niệm trong từng phút. Nó có ba lý do rất là quan trọng, các vị phải nhớ cái này. Tại sao chúng ta phải giữ chánh niệm liên tục? Một, chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào. Cái chết đẹp nhất trên hành tinh này không phải là cái chết của hoa hậu, không phải là cái chết của một người có quyền lực, không phải là cái chết của người có tiền, mà cái chết đẹp nhất trên hành tinh này chính là cái chết của người cái chết có chánh niệm. Nghe kịp chưa? Cho nên mình không biết mình sẽ chết lúc nào, cho nên mình phải luôn tâm niệm rằng tôi sẽ chết, tôi sẽ sống trong chánh niệm, tôi sẽ luôn luôn sống và sẵn sàng chết trong chánh niệm. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ nhất là mình không biết mình sẽ chết lúc nào, đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ chánh niệm. Cái thứ hai, bây giờ thứ hai nghe nó hơi mệt. Cái cơ hội mà chúng ta đắc chứng thánh quả nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nghe kịp không? Cho nên khi mà một người thất niệm là họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để họ đắc chứng. Và có người hỏi tôi thế này, tại sao thời Đức Phật nhiều người đắc chứng mà thời nay không có ai đắc chứng? Tôi nghe như vậy tôi hỏi ngược lại, nếu người ta đắc là người ta nói cho anh biết không? Người đắc sẽ không nói, người nói người chưa đắc. Cho nên đừng có nghĩ là đời nay không có thánh nhân, có chứ. Tôi nghĩ là có. Cho nên tôi nhắc lại, cái lý do thứ nhất mà chúng ta phải sống chánh niệm liên tục đó chính là chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào. Thứ hai, chúng ta phải liên tục sống chánh niệm là vì chúng ta không biết mình có thể đắc chứng lúc nào. Cứ một lần thất niệm là chúng ta bỏ lỡ một cơ hội. Các vị có thấy người ta quay trái cầu để mà sổ số không? Cái xác suất nó rất là thấp, nhưng mà thấp đây không nghĩa là zero, đúng không? Thấp không có nghĩa là zero, có đúng vậy không? Cho nên cái giây phút cái ba la mật mà nó chín mùi lúc nào thì cái giây phút đó là phút lý tưởng nhất để chúng ta có được trí tuệ của bậc thánh. Nhưng mà nó xui một chỗ, nó chín mùi ngay lúc đó, nhưng mà lúc đó chúng ta thiếu chánh niệm thì coi như chúng ta thiếu điều kiện. Nghe kịp, nghe hiểu không? Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ nhất là không biết mình sẽ chết lúc nào, thứ hai là chúng ta không biết là mình có thể đắc chứng lúc nào, và lý do thứ ba là người thường xuyên sống chánh niệm. Còn lý do thứ ba đó là chúng ta không biết rằng trong giây phút sắp tới mình sẽ tạo nghiệp gì. Chỉ cần thất niệm thôi, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để tạo các nghiệp xấu. Tôi nên nhắc lại, chỉ cần sống thất niệm, chúng ta có rất nhiều cơ hội tạo nghiệp xấu. Tôi ví dụ, mình tráng ly nước, mình tráng ly nước nóng mà mình hắt ra mày sang rồi mình đổ vô trong cái chỗ nào đó. Nếu mà mình có chánh niệm á, nếu mà mình làm việc đó bằng chánh niệm đó, thì khi mình đổ thì cái lỡ chết con nào đó, cái nghiệp đó, cái nghiệp mà sát sanh vô ý này nè,
nó sẽ không giống với cái người mà làm cái chuyện đổ ly nước đó bằng tâm thất niệm. Có nghe kịp không? Tức là tôi cứ lăn xăng vậy đó, mà lúc tôi tạt nước sôi mà nó chết cái con nào, cái tội nó nặng hơn là lúc tôi làm việc đó bằng từ tâm hoặc là bằng chánh niệm. Nghe kịp không? Cái này rất là quan trọng nha, vô cùng quan trọng. Cho nên trong kinh Đức Phật, trong luật tỳ kheo không có nhóm lửa, tỳ kheo không có đào đất, tỳ kheo không có bẻ hái cắt nhổ đốt cây và cỏ, nói chung gọi là bậc trọng thảo. Là vì sao? Là vì Đức Phật hạn chế tỳ kheo những cơ hội để sát sinh. Trước ngày về đây, tôi có bên Đức, tôi có đào một ít đất để tôi bỏ vào cái chậu cây sắn, tôi nhắc đi ra rồi. Thấy trùng á, là tôi thấy thua rồi, tôi nghĩ là phải đi sớm, chứ còn vậy là mới vừa thiết mắc thêm mớ nợ nữa, mắc thêm mớ nợ nữa. Cứ thêm việc thì việc nó sẽ thêm nha. Cho nên trong cái bài giảng sáng nay, tôi xin hỏi tôi có thể nói tới bao lâu? Dạ. Thì tôi muốn ôm lại các vị nhớ, toàn bộ thế giới này chỉ có buồn và vui, mà buồn khổ đó và hạnh phúc, thế giới này chỉ có hai cái đó. Và buồn khổ hạnh phúc là có được cái mình thích hay là bị cái mình ghét, và cái mình thích hay là cái mình ghét nó chỉ có ba lý do thôi. Một là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nha. Và cứ ngày nào càng có nhiều cái mình thích thì bên cạnh đó chúng ta sẽ có rất nhiều cái mình ghét. Nghe kìa không? Các vị làm ơn nhớ cái này, càng cứ luôn luôn nhớ con hình chú này, càng có nhiều cái tôi thích thì tôi sẽ có càng nhiều cái tôi ghét. Và đây là một cái câu hình chú để các vị hộ thân. Ngày nào tôi còn thích ngọt thì ngày đó tôi còn khổ vì đắng. Nghe kìa không? Cái câu của hình chú vô cùng quan trọng, phải xăm lên trái. Ngày nào tôi còn mê ngọt thì ngày đó tôi còn khổ dài vì cái đắng. Ngày nào tôi còn mê cái lời khen thì ngày đó chỉ cần tôi bị chê rồi tôi khổ lên tới óc luôn, tôi bị nghe thiệt luôn. Cái kẻ nào mà mê khen quá đó, hồi nó bị chê nó khổ thì tới chết luôn. Kẻ nào mê ngọt quá thì gặp đắng nó chịu không nổi. Tại sao con nít nó té mà nó khóc, người lớn té không khóc? Là vì sao? Là vì đứa bé luôn luôn nó vui chơi bằng tất cả cái niềm tin. Đứa bé nó luôn luôn nó có ông bà cha mẹ, nó có vòng tay nịnh nị yêu thương hôn hít bồng ẩm, nó quen, nó tin tưởng cuộc đời 100%. Chính vì nó đi vào đời bằng cái niềm tin yêu 100%, cho nên khi nó bị sốc nó đau đứt bộ, nó đau gấp mấy lần người bình thường. Còn mình người lớn mình lại khác, người ta vuốt ve mình cũng nghĩ chắc nó muốn mượn tiền. Có rất là tôi không có tiền cho Phật tử mượn, nhưng mà khi mà Phật tử khen tôi đó, nó còn thích siêu giảng, còn thích đọc siêu viết. Đúng, tôi nghĩ một chuyện, hôm nay mà tôi thích được cái đó thì mai này tôi sẽ khổ lên tới óc khi mà tôi nghe nó nói ngược lại. Các vị nghe kịp không? Luôn luôn cái đó là con đường chú hộ thân rất là quan trọng. Ngày nào tôi còn mê cái ngọt thì ngày đó tôi còn khổ dài về cái đắng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đâu có hạnh phúc ở đó có đau khổ. Vì đau khổ hạnh phúc đó là hai cái mặt bất khả phân, không thể lìa nhau, không thể lìa nhau. Cho nên anh Minh ở trong Phật pháp có cái vấn đề rất quan trọng. Bên pháp môn thiền chỉ thì samatha, khi đắc đến tứ thiền, hành giả không còn cảm giác vui, không còn cảm giác phỉ lạc nữa, không còn hỷ, không còn lạc. Nhưng mà lúc đó hành giả cũng không còn cảm giác khổ và ưu nữa. Ở đây ai học A Di Đà cũng biết đó. Khi đắc đến tứ thiền, hành giả không còn vui và khổ nữa, đó là bên thiền chỉ. Còn thiền quán, khi mà đắc đến A Na Hàm rồi, hành giả không còn dục ái và cũng không còn sân. Vì sao? Vì dục ái và sân nó là một cặp. Hễ còn có cái thích thì chắc chắn nó là có cái ghét đó. Vì hễ còn có cái thích thì cái gì nó đi ngược là cái thích, cái đó làm cho mình ghét, đúng không? Có đúng vậy không ta? 100% là như vậy. Hãy ngày nào anh còn có cái để anh thích thì tôi biết ngay là anh còn có cái để anh ghét. Mà khổ thay đời sống mình, cái chuyện mà mình gặp cái mình ghét nhiều hơn gặp cái mình thích, đúng không? Cho nên đó là lý do tại sao anh phải sống chánh niệm. Là vì sao? Là vì khi anh sống chánh niệm, anh sẽ hạn chế cái anh thích. Mà khi anh hạn chế cái anh thích, có nghĩa là anh hạn chế luôn cả cái anh ghét, đúng không? Mà hạn chế được cái ghét, anh rất là an lạc. Nói là mượn cái giọng của Kinh Thánh: phúc thay cái kẻ nào ở đời này không có nghiện ngọt. Bây giờ nó nghiện ngọt nó bị tiểu đường,
Mà tiểu đường về sinh lý mình còn chữa được, còn tiểu đường về tâm lý là bà cố nó cứu cũng không được, các vị có hiểu không? Tiểu đường về sinh lý là sao? Là mê ăn ngọt và nó đái tháo ra đường đúng không? Còn tiểu đường về sinh lý là nó ăn ngọt nó bị lạnh. Có nghĩa là tại sao có những người họ rất là nhạy cảm, họ rất là nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm. Họ chỉ cần họ nhìn một cái ánh mắt lườm hay quýt liếc họ chịu không nổi. Là vì sao? Là vì họ đã bị tiểu đường tâm lý rồi. Mà tiểu đường về sinh lý còn chữa được, còn ăn kiêng được, còn ăn gạo lứt được. Còn tiểu đường kia thì chỉ có tứ niệm xứ thôi quý vị. Nhớ nha. Ok, hết giờ. Chúc các vị buổi sáng vui. Chúng ta chia hết công đức cho những người nghe pháp và tất cả quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhận được công đức này, có tính, có trí, có giới các bạn. Chúc các vị nghe. Thôi, thôi.